Vâng, em lại xin chào tất cả các anh chị em yêu Lan trên toàn quốc. Trong cái phiên bán hàng ngày hôm nay thì em chỉ lên cái mặt hàng Denso trắng nhé, Denso mini của Nhật. Em nói rõ trên video để các bác lựa chọn nhé. Đấy, những cái bông hoa nó cứ chuẩn mặt bông mặt hoa cho các bác này, như này là được. Cái này thì nói thật với các bác là hoa nó tàn rồi, nhìn nó không được căng bông, nhìn nó không thể hiện được cái độ đẹp của nó. Nhưng mà khi đây toàn bộ là hoa bói, nên sắp tới là những cái nụ nó sẽ nở căng đẹp cho các bác. Đây là mã số 1 nha các bác nhá. Mã số 1. Đấy, một chậu đen rô giống như này, mili. Đen rô trắng của Nhật nhá. Đấy. Hoa thì trắng tinh đây rồi nhưng mà nó gần tàn thì cho nên là nó cái họng của nó không thể hiện được ra cái độ đẹp cho các bác ngắm này. Cái chậu mã số 1 như này thì đây rất nhiều nụ đấy nha các bác nhá. Đấy, nụ vẫn còn rất nhiều. Đấy, cái thân này thì rất nhiều nụ này. Để cho các bác về các bác được chơi hoa nhá. Mã số 1 này của em là có giá là 280.000 các bác nhá. 280.000. Đây những cái nở rồi nó vẫn dưới nó vẫn còn đang nụ đây. 280.000 cho mã số 1. Mã số 2. Mã số 2 của em cũng 280.000 nhé. Cái này về các bác làm giống thôi. Nói chung là về các bác chuẩn bông, chuẩn hoa, về các bác có thể thay cái chậu đẹp hơn. Các bác chăm. Đấy. Những cái thân tơ như này nó chưa có hoa là sắp tới nó vẫn nở hoa cho các bác nhé. Đấy. Đây, có cái thân này thì đang nụ đây. Đang sưng nụ đây các bác nhìn rõ không? Đấy, nó đang sưng nụ nha, cũng 280.000, mã số 2. Cũng 280.000. Đấy, cái thân dưới này cũng đang nụ này các bác này. Thân dưới này, bên trong này. Nó cũng đang nụ, cũng 280.000. Mã số 3. Mã số 3 của em đây. Cũng 280.000. Cũng 280.000. Đấy, cái cây này thì có cái thân dài nhất này. Thì đang bắt đầu sưng hết nụ rồi. Đang bắt đầu sưng nha các bác nhé. Em lấy nét đấy. Các bác nhìn thấy nó đã sưng chưa? Đang sưng hết nụ rồi. Đấy cái cây này này. Đang sưng nụ nhé. Nói chung là những cái như thế này. Về các bác vẫn được chơi hoa nhé. Đấy, những cây thân như này. Đấy. Những cái thân như này. Về là sẽ ra hoa cho các bác nhé. Còn những cái nào mà hoa bói các thứ rồi thì nó tàn rồi thì còn một số thân vẫn ra hoa. Đấy, cái chậu này là chậu lá mít này các bác này. Đấy, lá mít nhé. Đây, bản lá tròn xoe này. Đấy, em so sánh với cả những cái cây như bên cạnh như này nhé. Đấy, thì cây này nó là cây lá mít đây nhé. Đấy, đơn số 3 của em là có cũng 280.000. Đấy, hôm nay em bán cho các bác. Đấy, còn một cái chậu giống cực đẹp đây, lá mít tròn xoe đây nhá, một chậu giống rất nhiều thân đây nhá. Đấy, một chậu giống như này cũng đang nụ đây các bác này. Cây cối thì nó nhỏ nhá, em phải nói rõ trên video cho các bác, cái này hàng này em chỉ bán hàng giống thôi nhá. Đấy, cũng 280.000 này. Đấy. 280.000. Về những một số thân nó vẫn ra hoa nhé các bác nhé. Những cái chậu như này về vẫn ra hoa nhé. Cũng 280.000. Denso mili trắng của Nhật. Đấy. Sang chậu số 5. Đấy, lá mít đây các bác nhé. Toàn bộ lá mít. Đấy, hôm nay thôi. Em bán đồng giá 280.000. Đấy, các bác nào chọn được chậu nào nhanh tay chọn chậu nào chọn đây. Chậu này thì mầm gốc nó đang ra rất nhiều này. 280.000. Đấy, những cái chậu như này về là nó chưa có hoa, về là các bác được chơi hoa nhé. Đấy, vẫn được chơi hoa bình thường nhé, chứ không phải là giống không đâu đấy nhé. Giống nhưng mà các bác là vẫn được chơi hoa. Đấy, những cái chậu như này nó chưa có một bông hoa nào về, sắp tới nó sẽ nở, cũng đang sưng hết mắt nụ rồi. Nói chung là đa số là sưng hết mắt nụ rồi. Cũng 280.000. Hôm nay em đồng giá cho các bác. Các bác nào nhanh tay thì chọn được chậu đẹp. Đấy, đây. Chậu Denso số 6 nhá, nụ đây nhá các bác nhị đánh giá nhá. Đấy, thân nụ đây nhá. Nụ nó đây. Toàn bộ là thân nụ nhá.
Đấy, nụ rất nhiều các bác yên tâm. Về những cái chậu như này, kể cả những cái nhỏ như này cũng đang sưng nụ này. Đấy, đang sưng những cái nhỏ nhỏ như này này. Đấy, nụ của nó thì đây. Đấy, cây to của nó nụ đây nhá, từ dưới này lên nhá, cũng 280.000. Chậu số 6 này cũng 280.000 nhé các bác nhé. Hôm nay em đồng giá cho các bác. Bác nào nhanh tay chọn được chậu đẹp. Đây, một chậu số 7 nhé các bác nhé. Cũng 280.000. Đấy, nụ đây. Đen rô trắng. Hàng mili của Nhật nhé. Các bác chăm lên sang năm thành một chậu to đấy. Cái này nói thật các bác, năm em mới trồng thì nó như vậy thôi, sang năm thì các bác trồng thì nó có thể to gấp đôi như này là bình thường. Vì cái này là em trồng được năm 2. Đấy, nụ thì đang có nụ đây nhá. Cũng 280.000. Em đồng giá, bác nào nhanh tay thì được chậu to. Sang chậu đen rô số 8. Số 8 đây. Cũng 280.000. Cái này thì vừa rồi nó có cái hoa này nó đã tàn rồi các bác nhé. Hoa bói, nhưng mà đây mấy thân bên này thì nụ chi chít đây. Đấy, mấy thân nhỏ nhỏ này nụ đây các bác nhé. Đấy, nó đang nụ đây. Về các bác cứ chuẩn mặt hoa các bác chăm sóc cho em. Cũng 280.000. Sang chậu số 9. Ui, ở chậu số 9 này của em to thế này. Chậu số 9 này của em là 300.000 nhé các bác. Thôi được rồi, cũng 280.000. Cũng 280.000 nhé, chậu số 9 đây. To và dài đây. Đấy, cũng đang nụ rồi. Cũng 280.000 các bác nhé. Cũng 280.000 chậu số 9. Chậu số 10. Chậu số 10. Cũng 280.000. Đấy, bác nào nhanh tay thì chọn được chậu đẹp nhé. Đây, sau cái này cũng 280.000. Đây, em sang chậu cuối cùng. Đấy, chậu cuối cùng là lá mít đây nha các bác nhá. Cũng 280.000. Cho chậu đen rô mini trắng như này. Đáng sưng nụ nha các bác nhá. Những cái này thì cũng đang bắt đầu có nụ rồi, các bác cứ yên tâm. Vừa rồi thì nó có mỗi cái thân này nó bói hoa được một chút thôi. Còn đa số là nụ hết rồi. Cái này về các bác sẽ được chơi hoa. Thân này thì đang bắt đầu gọi là sưng thôi nhá. Đang bắt đầu gọi là nhũ nụ nhá. Về đến tay các bác chăm tốt thì vẫn chơi hoa bình thường nhá. Rồi, trên đây là toàn bộ cái video nhà em có ngày hôm nay. Em mong các bác ủng hộ. Đấy, à đây, em còn chậu nữa đây. Cũng 280.000, chậu số 11 đây. Chậu số 11 đây. Cũng 280.000 các bác nhá. Đang nụ đây. Em quay thì nó lại hơi mờ, cái này quay nó hơi mờ một chút. Đấy, những cái thân đang nụ đây nhé. Rồi, em xin chào các bác nhé. Các bác mà đặt hàng thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 0912 003 665.